đã tròn 2 năm kể từ ngày luật phòng chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực. Thế nhưng ngoài việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người, thì hầu hết các tỉnh thành trong cả nước, trong đó có tỉnh Lâm Đồng, vẫn chưa triển khai đồng bộ các quy định của luật. Đây là một trong những hạn chế để đưa luật phòng chống tác hại thuốc lá vào cuộc sống. Nhân tuần lễ quốc gia không hút thuốc lá, Hà Nam năm 2015, một lần nữa chúng tôi đề cập đến vấn đề này. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Sở Y tế là đơn vị chủ trì tham gia trong ban chỉ đạo về việc tăng cường thực thi luật phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 năm 2015. Căn cứ theo đó, Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị y tế trong toàn tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền thực hiện nghiêm luật phòng chống tác hại thuốc lá và các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia không hút thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 năm 2015. Treo băng rôn khẩu hiệu tại cổng ra vào cơ quan, treo biển cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, khu vực khám bệnh, trong phòng bệnh, đưa quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc vào quy chế hoạt động của cơ quan, không để các cửa hàng, căng tin trong khuôn viên cơ quan, đơn vị, bệnh viện bán thuốc lá, và tăng cường công tác tuyên truyền tư vấn cho người bệnh, người nhà người bệnh và cộng đồng phương pháp cai nghiện. Trên cơ sở của ban chỉ đạo củng cố, được củng cố và kiện toàn, thì ngành y tế cũng đã có cái tham mưu cho ủy ban tỉnh là xây dựng cái kế hoạch triển khai các cái hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá của năm 2015. Và đặc biệt là từ năm 2015 thì ban chỉ đạo quốc gia, quỹ phòng chống thuốc lá của quốc gia thì cũng đã có cái cấp kinh phí cho tỉnh để mà triển khai các hoạt động của cái phòng chống tác hại thuốc lá, tập trung vào cái công tác tuyên truyền là chủ yếu. Và bên cạnh đó là bước đầu triển khai xây dựng điểm một số các cái đơn vị, cơ quan, công sở gọi là không có khói thuốc. 2 năm đã đi qua kể từ ngày luật phòng chống tác hại thuốc lá có hiệu lực, nhưng các hoạt động hầu như vẫn chỉ là thực hiện công tác tuyên truyền. Còn các quy định khác như xử phạt hút thuốc lá tại nơi công cộng, thực hiện việc đại lý bán lẻ thuốc lá phải có giấy phép theo quy định của chính phủ, phải treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, không cho phép bán thuốc lá trong phạm vi 100 mét tính từ ranh giới khuôn viên trường học, bệnh viện, trạm y tế, v.v. thì vẫn chưa có ở nơi nào. Vậy nên, dù biết những quy định về luật phòng chống tác hại của thuốc lá đã có hiệu lực, nhưng ngoài những bảng cấm được treo trên tường thì vẫn chưa có hình thức nào được thực thi đưa vào cuộc sống. Đến những nơi công cộng mà những cái chỗ có những biển báo như thế này thì mình sẽ không hút. Lúc nào mình có thèm lắm thì mình đi ra những cái chỗ mà nó thoáng và không ảnh hưởng đến ai thì mình mới hút. Thế em có biết là mình có luật phòng chống tác hại của thuốc lá không? Dạ biết chứ. À, biết rồi. Vậy bản thân em nghĩ là cái luật đó nó có ích gì cho bản thân mình không? Dạ có ích, nhưng mà đôi khi thì mình thấy những cái luật đấy thì mình giảm hút đi thôi chị. Chứ còn bỏ luôn thì nghe nó hơi khó. Sao lại hơi khó? Tại vì nhiều lúc ngồi một mình suy nghĩ nhiều thì lại hút điếu. Có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thăm người thân nằm viện, có lẽ với những người có tuổi như ông Nguyễn Ngọc Xuyên này càng thấm thía về việc giữ gìn sức khỏe. Ngoài việc bỏ thuốc lá để làm gương cho con cháu trong gia đình, ông cho rằng nhà nước cần có cơ chế chính sách mạnh tay hơn trong quản lý, kinh doanh và tiêu thụ thuốc lá. Theo ý kiến của tôi, cá nhân tôi là nếu mà muốn loại trừ bỏ thuốc lá thì Quốc hội họp nên là phải có quyết định như thế nào. Các nhà máy thuốc lá của nhà nước sản xuất ra là nên cắt bỏ, không nên cho sản xuất nữa. Mà đã triệt là phải triệt từ gốc chứ. Mà giờ thuốc lá, nhà máy thuốc lá vẫn nổi lên, vẫn phát hành, là hoàng hút bán ra thì dân, những người ta không hiểu. Người ta cứ nghĩ là sống đôi được đâu âu đấy, người ta cứ bảo là hút thuốc sống chết nó có số đấy, cho nên là tốt nhất là nên loại trừ bỏ các nhà máy thuốc lá, nên bỏ luôn. Thế nhưng mà bỏ nhà máy thuốc lá người ta lại nhập lậu. Nhập lậu thì bây giờ mình sinh ra các cửa khẩu, mình phải các vị làm cán bộ cửa khẩu là phải cương quyết, là phải kiểm tra tất kỹ càng cái đó thì hết ở trong nước mà hết thì càng ở ngoài nước nào thế thì là vào không có. Theo tôi nghĩ như thế. Tác hại của việc hút thuốc ai cũng biết. Nhưng để từ bỏ thói quen hút thuốc thì không phải ai cũng làm được, khi mọi hoạt động vẫn triển khai ở công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để thay đổi hành vi.
Đây cũng chính là nguyên nhân mà hàng năm chỉ ở khoa lao, bệnh phổi, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng vẫn phải tiếp nhận nhiều ca bệnh tim mạch và khoảng 500 ca mắc phổi tắc nghẽn mạng tính, lao phổi hay ung thư vòm họng để điều trị. Bởi vậy, tiếp tục thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá một cách đồng bộ để mọi người dân chấp hành và tuân thủ cũng là một trong những hành động thiết thực cần phải làm thường xuyên, liên tục. Chứ không phải cứ đến tuần lễ quốc gia không hút thuốc lá hàng năm, chúng ta lại đề cập đến những con số buồn khi đánh giá về hiệu quả của luật phòng chống tác hại của thuốc lá trong đời sống xã hội.